Gần này đấy. Vai cờ trưởng thanh niên chào bác gấu chứ. Đây đúng rồi, đây tên bác gấu đây nhé các bạn nhé. Tiếp theo là C4 này. C4 mới đang giao tranh với ai ở ngoài hàng rào kìa. Đủ thanh niên chạy qua luôn, C4 không để ý. Ui, hay quá nhở. Xe mà toát hết mồ hôi hột ra. Vẫn một ba người khác vừa lấy giao tranh với C4 nữa. Ra gì chứ, văn gớm ấy chứ. Kỹ năng này là không đùa đâu các bạn ạ. Khu vực đáng sợ trong Free Fire. Và hiện tại mình đang một thử thách siêu khó dành cho các bạn đây. Mình thách các bạn có thể ấn được nút like và nút đăng ký bằng cái củ chó. Bạn nào mà làm được thì mình sẽ có một món quà siêu bất ngờ dành cho các bạn luôn. Và nhớ là comment ID xuống bên dưới, mình còn tặng quà nhá. Hello các bạn, thì hôm nay tôi sẽ cho các bạn đến một nơi này rất là đáng sợ. Nơi nào đáng sợ trong Free Fire ta là đầu tiên nghe luôn á. Đang đi thì tôi bắt gặp mấy anh bạn đang hỏi thăm nhau bằng kẹo đồng. Hỏi thăm nhau bằng kẹo đồng. Đây là video của bạn Asaki nhé. Tôi xin lỗi, chỉ là hiểu nhầm thôi, đừng bắn tôi nữa, tôi lại dối bây giờ. Vai trưởng đấm người ta xong bảo giỡn. Tới nơi rồi, mà sao lại có cảm giác lạnh lạnh nhỉ? Nghe tiếng nhạc nổi hết da gà đó ạ. Mà thôi bây giờ cùng tôi vào trong đây xem trong đây có cái gì mà đáng sợ vậy nha. Xe đổ mà. Cái đéo gì vậy? Nhìn vào bộ đồ này và hình ảnh này, liệu bạn có nhớ đây là ai không? Vì hiện tại mình đang có một thử thách siêu khó dành cho bạn đây. Nếu như mà trong vòng 3 giây bạn nào bấm nút like và nút đăng ký ấy, thì mình sẽ dành tặng cho các bạn một món đồ ngẫu nhiên trong game. 3, 2, 1. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem một clip triệu view của anh ấy nào. Phải gọi là mấy tháng chờ thằng fan mới chưa lại sờ kim tay bo từ chiến này. Rồi quay tay là vừa này. Chờ bo thu lại chúng ta bật sau. Cầm mắt vaccine của tay khá là nhanh. Bật con nhân vật mới là vừa này. Quay tay. Ồ ế. Trời ơi. Hợp lý liền anh em. Sợ. Xem lên đây, liệu bạn có nhận ra anh ấy là ai không? Hãy comment cho mình và các bạn cùng biết nha. Điệu nhảy phiên bản ngoài đời và điệu nhảy phiên bản trong game Free Fire, bạn thích cái nào hơn? Cần đăng ký nếu bạn chọn phiên bản ngoài đời, ấn like nếu các bạn chọn phiên bản trong game. Mà quên mất, nút like và đăng ký của mình. Bị khóa mẹ nó rồi, anh em làm đéo sao ấn được. Nếu như anh em ấn được nút like và đăng ký trong 3 giây, mình sẽ tặng anh em một cái thẻ đổi tên luôn. 3, 2, 1. Ai mà ấn được nhớ comment nha. Bây giờ chúng ta cùng xem thôi nào. Thế nào mà cản bước được ma game mình cùng ý chí sinh tồn đến say bu